Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng kéo dài nhiều ngày, từ ngày 17 đến 20 tháng 12. Vùng núi rất hại. Trong đợt rét này, vùng núi bắc bộ nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra băng giá và sương muối. Từ ngày 12 tháng 12 năm 2023, ngoài 6 địa điểm là 258 Phọ Chi Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ; số 16 phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện mỹ đức huyện đông anh huyện ứng hòa huyện phú xuyên hà nội sẽ triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của thị xã sơn tây giá xăng dầu trong nước chịu tác động của giá xăng dầu thế giới theo dự đoán của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong kỳ điều hành tới thứ năm ngày 14 tháng 12, giá bán lẻ xăng dầu dự báo giảm mạnh. Trong đó, Giá xăng RON 95 dự báo giảm từ 800 đến 900 đồng/lít, xăng E5 dự báo giảm 600 đến 700 đồng/lít, dầu diesel dự báo giảm từ 550 đến 650 đồng/lít. Dự báo giá xăng dầu trên chưa tính đến việc cơ quan điều hành trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ngày 11/12, tháng 12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái lái xe ô tô chạy với tốc độ 140 km/h trong khu dân cư, trong khi tốc độ to phép tối đa trên tuyến đường này là 60 km/h. Theo xác minh, vụ việc xảy ra tại tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công an đang vào cuộc xác minh.